Xin chào quý vị và các bạn, trước mặt quý vị và các bạn là nồi luộc đa năng do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Hiện tại thì mình đang quay hai chiếc nồi luộc có dung tích khác nhau. Chiếc lớn thì có dung tích là 270 lít, có kích thước là 60x60 nhân chiều sâu lòng là 75 cm. Còn chiếc nhỏ thì sẽ có kích thước là 50x50 nhân sâu lòng là 45 cm. Cả hai chiếc này thì thường được sử dụng trong các cái cơ sở sản xuất giò chả hoặc là các cái cơ sở sản xuất bánh chưng bán dịp Tết, hoặc là các cái cơ sở sản xuất bánh răng bừa hay còn gọi là bánh tẻ ở Hưng Yên á. Với cái nồi to 270 lít thì các bạn có thể luộc được 80 đến 90 chiếc bánh chưng có kích thước là 20 x 20 x 7 cm và luộc được 110 kg giò với kích thước là đường kính 10 cm và chiều dài của khuôn giò là 20 cm. Nồi này thì có công suất điện là 12 kW điện, chạy điện 3 pha 380, chia thành 3 thanh, mỗi thanh 4 kW điện. Còn nồi nhỏ thì có kích thước là 50 x 50 x 45 và khi các bạn luộc giò thì các bạn sẽ luộc được khoảng 50 kg giò với kích thước là 10 cm đường kính và chiều dài của giò là 20 cm. Nếu như các bạn luộc bánh chưng ở trong nồi nhỏ thì các bạn sẽ luộc được khoảng 35 đến 40 chiếc bánh chưng. Mình sẽ quay trực tiếp những cái ở bên trong cho các bạn nhìn nhé. Đối với cái nồi nhỏ thì đây là cái nắp vung. Cái nắp vung này là nắp vung một lớp rất là dày dặn, được sản xuất hoàn toàn bằng chất liệu inox 304, dày 1 ly và bọc bảo ôn giữ nhiệt 2 lớp. Nồi này thì có công suất điện là 7 kW điện trên 1 giờ và sử dụng 3 thanh may so, mỗi thanh thanh ở giữa là 3 kW và thanh ở hai bên cạnh là 2 kW điện. Có cái vỉ chắn đáy như này. Cái vỉ chắn đáy này thì có thể chịu được một cái trọng lượng khoảng 80 kg. Tức là các bạn xếp các cái đồ vào đây thì sẽ không bị oằn xuống thanh may so, nó rất là chắc chắn. Và thành nồi thì được đổ xốp cách nhiệt dày 3 cm, rất là dày dặn để cho cái hiệu quả ủ nhiệt tốt và cái việc đun nấu sẽ diễn ra nhanh hơn. Hơn nữa thì cái thành nồi bên Dũng Doanh làm ấy thì đã gấp cái mép nồi lên như thế này rồi để khi mà các bạn dùng nó sẽ không bị chảy nước ra bên ngoài làm bẩn cái nền của các bạn. Khi các bạn vệ sinh hoặc là để trên nền đất thì nó rất là bẩn. Và đối với những cái mẫu Dũng Doanh sản xuất ra thị trường thì luôn luôn có một cái ống thăm mực nước như này được đặt đằng trước để các bạn quan sát rất là trực quan luôn. Các bạn có thể quan sát nước qua cái ống thăm này và nếu như hết thì các bạn có thể đổ vào đây mà các bạn không cần phải mở cái nắp này ra nữa, rất là tiện phải không ạ? Còn đây là dây của nồi, dây nguồn của nồi đi cáp Kadisan và có tiết diện dây là 2x6, rất là chắc chắn. Và nồi này thì khi các bạn đun ấy, thì các bạn bật cả 3 thanh lên cho mình nhé. Bắt đầu đun thì các bạn bật cả 3 lên, bật theo kim đồng hồ, chiều kim đồng hồ cả 3 lên thì 3 cái đèn này sẽ sáng. Còn khi mà các bạn thấy nó nhiều nhiệt quá thì các bạn có thể tắt đỡ 2 thanh ở hai bên, còn để lại 1 thanh ở giữa thôi. Thì lúc đấy công suất điện nó sẽ còn 3 kW điện. Và ở dưới này thì nó sẽ có một cái van xả đáy. Khi các bạn dùng xong, các bạn vệ sinh thì các bạn xả nước qua cái van này. Ở đây thì có cái cút quạt như này để khi các bạn xả nước nó sẽ không bắn thẳng ra và sẽ làm nóng nguy hiểm cho người sử dụng. Cái cút quạt này nó sẽ đẩy nước xuống dưới, rất là tiện phải không ạ? Ở bên dưới này thì mình có hàn rằng 4 cái chân lại như này để cho chân đứng sẽ rất là cứng cáp. Và cái chiều cao từ đất cho đến miệng nồi này thì có chiều cao là 80 cm, để cho vừa một người trưởng thành có thể lấy đồ ra. Đây chính là cái nồi 110 lít. Và chúng ta sẽ sang bên này. Đối với cái nồi 270 lít này thì nó còn có tác dụng nữa là hấp. Cái nồi này thì sẽ có thể hấp. Cái nắp này cũng sẽ là lớp nắp một lớp nha các bạn. Đều là nắp lớp hết. Bên trong này thì có một cái vỉ lưới như thế này để cho các bạn hấp đồ. Ví dụ như là các bạn luộc giò bên dưới, các bạn hấp chả bên trên chẳng hạn như thế thì rất là tiện. Hoặc là các bạn luộc bánh tét ở bên dưới, các bạn hấp xôi ở bên trên,
hoặc là các bạn luộc giò bên dưới và hấp xôi ở bên trên để bán vào những cái dịp cuối năm như giao thừa hoặc là các cái dịp như mùng 1 hoặc là hôm rằm thì cũng rất là tiện. Bởi vì các bạn sẽ không phải mất hai cái nồi để đun hai cái sản phẩm đấy nữa, mà mình sẽ dùng trực tiếp, nó sẽ bên dưới thì luộc giò và bên trên thì hấp xôi. Đối với cái nồi này thì các bạn sẽ hấp được khoảng 3 kg gạo một lần hấp ở trong cái vỉ như này. Hoặc là các bạn có thể hấp chả cũng rất là tiện. Mình sẽ kéo cái vỉ này ra ngoài để cho các bạn quan sát ở bên trong nhé. Đây chính là cái vỉ của nó nhé các bạn. Cái vỉ thì mình hàn chân cao như này để khi mà các bạn dùng ấy thì lại sẽ đặt ở bên dưới rất là thuận tiện. Còn đây chính là ở bên trong. Bên trong cũng có một cái vỉ chắn đáy. Cái vỉ này thì cũng chịu một cái lực rất là lớn. Nó khoảng 100 đến 120 kg. Và ba thanh máy xo thì có tổng công suất là 12 kW điện như mình vừa nói. Lớp xốp bọc bảo ion giữ nhiệt cũng là dày 3 cm, rất là dày. Cho nên là khi mà sử dụng thì các bạn đun cả ngày thì các bạn sờ vào bên ngoài lại chỉ ấm ấm thôi, nó sẽ không bị nóng bỏng tay. Thành nồi thì cũng được gấp mép lên như này để khi mà các bạn sử dụng nó sẽ không bị dây nước ra bên ngoài, rất là sạch sẽ và tiện. Ứng với ba cái thanh máy xo này sẽ có ba cái chiết áp điều khiển nhiệt ở bên ngoài như này. Và cũng giống như cái nồi bên kia thì cái van xả nước của cái nồi này nó sẽ to hơn một chút để xả cho nhanh hơn, bởi vì dung tích nó lớn hơn. Còn ba cái nồi này, ba cái chiết áp này thì sẽ điều khiển ba cái thanh nhiệt ở bên trong và tổng công suất thì là 12 kW, mỗi thanh là 4. Bắt đầu đun thì các bạn vặn cả ba lên, sau khi mà các bạn thấy nhiều lửa quá thì các bạn có thể tắt một thanh hoặc là tắt hai thanh đi. Tắt thì thường người ta sẽ tắt hai thanh ở bên hai bên, còn để một thanh ở giữa, hoặc là các bạn tắt một thanh này chỉ để hai thanh này đều được. Và cũng như giống cái mẫu bên kia đều có cái ống thăm mừng nước và van tiếp nước bên ngoài như này, để khi các bạn đang hấp sôi chẳng hạn mà nó hết nước, các bạn mở ra mà các bạn nhấc cả một cái giỏ sôi lên như thế thì rất là nặng và vất vả, thì các bạn chỉ cần đổ nước vào trong cái này rất là tiện. Chân cũng được hàn rằng bốn góc như này để cho các bạn đặt cái nồi nó chắc chắn. Nồi hoàn toàn sử dụng chất liệu inox 3,4 dày 1 ly 2. Nồi này dày 1 ly 2, còn nồi nhỏ hơn thì sẽ là dày 1 ly. Thành và đế rất là vững chãi. Và bởi vì cái nồi này có dung tích là 270 lít, nó rất là lớn, cho nên là bên mình khách đặt là sử dụng điện 3 pha 380. Bên mình cũng dùng dây cali san có tiết diện dây là 3 x 4, để cho các bạn khi mà dùng thì rất là ổn định về phần điện, dùng thoải mái, không bị gián đoạn. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới của Dũng Doanh. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0985323325 hoặc số điện thoại 0934439112, hoặc các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở số 251 khu đô thị Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.